Chào các bạn, mình đang có mặt tại sự kiện của Apple và đây là iPad Pro hoàn toàn mới. Nhớ coi tới hết video, mình sẽ trên tay cho các bạn coi cả iPad Pro 11 inch, 13 inch cũng như là những dòng iPad Air mới luôn. Bắt đầu ha. Đầu tiên là iPad Pro. Đối với mình thì iPad Pro năm nay ấn tượng nhất ở chỗ là nó mỏng hơn và nó nhẹ hơn rất nhiều so với lại thế hệ trước luôn. Các bạn nhớ là thời iPad Pro 2018 mới ra mắt á, thực chất là nó vẫn khá là mỏng nha và nó cũng nhẹ nhàng nữa. Nhưng từ từ khi mà lên tới iPad Pro M1, M2 thì cái trọng lượng nó tăng lên và nó nặng hơn rất là nhiều. Thì bây giờ iPad Pro M4 ha, nó đã khắc phục tất cả những cái nhược điểm đó. Và bây giờ mình cầm trên tay một con máy mà rất mỏng, cực kỳ nhẹ luôn. Thậm chí cái con iPad Pro 13 inch mới nó chỉ có 5.1mm thôi. Tức là nó là cái sản phẩm mà Apple nói là mỏng nhất họ từng làm ra. Cái mà mình kỳ vọng ở một con iPad Pro 12.9 trước đây, bây giờ là iPad Pro 13 inch á, đó là cái việc nó nhẹ hơn. Thì bây giờ iPad Pro đang làm cực kỳ tốt cái chuyện đó luôn. Đối với lại con 11 inch thì nó vẫn mỏng nha, 5 mấy, mình nhớ là 5.4 hay 5.5mm gì đó. Vẫn là một con số rất là ấn tượng. Và tính ra thì các bạn có thể so sánh nó với lại những con như là Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Ultra này kia, thì cái độ mỏng của tụi nó đã tương đương nhau. Và quan trọng là iPad Pro 11 inch nó nhỏ gọn, nó vẫn rất là mỏng. Cho nên đối với lại những bạn nào thích di động, các bạn mua iPad Pro 11 inch là ok. Còn với mình thì vì mình thích cái màn hình to nhất có thể, cho nên là mình vẫn ưu tiên iPad Pro 12.9. Về cái màn hình thì iPad Pro năm nay nâng cấp lớn nhất đó là đổi sang màn hình OLED. Và nó không chỉ có ở iPad Pro 13 inch mà kể cả iPad Pro 11 inch cũng có màn hình OLED luôn. Một cái điểm khác biệt đó là Apple họ nói là nếu mà chỉ sử dụng một tấm nền OLED không thì nó sẽ không có đủ sáng, cho nên là họ dùng hai cái tấm nền OLED gộp lại với nhau và họ gọi công nghệ này là Tandem OLED. Để mình thử search trên mạng coi là có thêm bài viết gì về cái công nghệ này thì mình sẽ giải thích thêm với các bạn ha. Trước mắt thì với những gì mà mình được coi ở event ngày hôm nay, những gì mà mình được nhìn thì cái tấm nền này thật sự rất là xuất sắc. Những cái mảng nào mà màu đen thì đúng là đen tuyền luôn, rất đẹp, rất ngon ha, trong khi vẫn đảm bảo về độ sáng. Thì các bạn biết là nhược điểm của màn hình OLED từ trước đến nay đó là cái độ sáng của nó không được cao. Cho nên những đời trước Apple họ xài màn hình mini LED là như vậy đó, tại vì màn hình mini LED thì đảm bảo được về độ sáng. Tuy nhiên thì màn hình mini LED thì cái độ tương phản và cái độ đen của nó thì không thể bằng được so với lại OLED, nó chỉ tiệm cận thôi. Thì bây giờ ha, Apple họ đã tìm được cách khắc phục vấn đề đó vì chúng ta có một cái màn hình thật sự rất ngon. Năm nay iPad Pro 13 inch và cả 11 inch bản 1T và 2T thì sẽ có thêm cái tùy chọn Nano Texture. Tức là họ sẽ xử lý cái lớp kính bên trên cùng để cho nó hơi gồ ghề một chút xíu. Và nó sẽ giảm phản xạ của ánh sáng cũng như là của những cái nguồn sáng và các cái vật xung quanh. Nên nếu như mà bạn nào mà hay làm việc ngoài trời thì các bạn có thể mua cái bản Nano Texture này. Với những gì mình được nhìn ở event thì cái tấm nền mét nó vẫn giữ lại được cái độ tương phản gần như tương đương khi mà mình xài màn hình gương luôn. Nó không có bị khác biệt quá nhiều. Rồi những cái màu sắc nó cũng hiển thị lên y chang ở nhiều góc khác nhau, chứ nó không có bị lệch đi, nó không có bị chệch đi như là khi mà mình nhìn những cái màn hình mà xử lý mét khác. Mình được biết là những cái màn hình mét bình thường thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ phủ một cái lớp lên trên. Còn với cái con Nano Texture thì nó xử lý hóa chất để mà nó biến cái lớp đó luôn. Trên con iPad Pro mới thì cả iPad Pro nhỏ và con lớn ha đều chuyển sang sử dụng chip Apple M4. Như vậy thì tin đồn đã thành sự thật các bạn, nó không còn là M3 nữa mà đi thẳng lên M4 luôn. Một trong những cái điểm đáng chú ý ngoài cái chuyện mà nâng cấp CPU, GPU này nọ rồi thì từ từ về nhà mình test cho các bạn coi. Thì cái điểm mà mình thích đó là cái nhân xử lý trí tuệ nhân tạo bây giờ nó trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hiện nay thì nó sẽ lên được 38.000 tỷ phép tính mỗi giây. Mình chưa rõ là Apple họ dùng cái số này với lại data format nào, nhưng mà chiếu theo những cái gì mà họ từng làm trước đây thì họ sẽ dùng cái format là Floating Point 16 á. Thì đây sẽ là con NPU mạnh nhất trên tất cả mọi cái con chip xử lý mà đã từng ra mắt một cách chính thức ha, và có những cái sản phẩm thương mại. Có con Snapdragon X Elite thì nó 45 TOPS, nhưng mà mình không rõ là nó sẽ sử dụng chỉ số ra sao. Rồi mấy cái đó thì đợi khi nào Qualcomm họ ra, cái đã bây giờ thì chưa có biết được. Nhưng mà tính đến thời điểm này ha, thời điểm mà mình làm video khi mà mình đi đến sự kiện Apple, thì con Apple M4 với 38.000 tỷ phép tính mỗi giây, 38 TOPS là cái chỉ số TOPS cao nhất. Chỉ số này vượt luôn cả con NPU của Intel Core Ultra. Mình nhớ là nó chỉ 11 TOPS mà thôi. Vượt luôn cả NPU của AMD Ryzen thế hệ mới 8000. Tất nhiên đó là mới có riêng cái phần xử lý của NPU thôi, chưa tính thêm bộ xử lý đồ họa, chưa tính thêm CPU. Nếu mà cộng mấy con số đó vào thì chúng ta sẽ có một con số thậm chí là còn cao hơn nữa. Đi kèm với lại iPad Pro mới thì sẽ có một cái phụ kiện mà bản thân mình cũng rất thích. Cái vỏ bàn phím Magic Keyboard bây giờ, thứ nhất là cái khu vực bên dưới nó đã được chuyển, nó không còn là cái lớp hoàn thiện nhung mềm mềm nữa, mà nó chuyển thành một cái lớp nhôm luôn các bạn. Tức là cảm giác rờ vào giống như là mặt lưng của con iPad, giống như là những gì mà các bạn có thể rờ được ở trên con MacBook Air. Và cái hay là gì? Cái hay là bây giờ toàn bộ cái combo mà cả iPad lẫn Magic Keyboard nó
nhẹ hơn, nó mỏng hơn so với lại trước đây. Mình chưa có cái số cụ thể ha, tại vì số đó thì mình sẽ phải lên website của Apple mình cộng lại. Một phần là do iPad nhẹ hơn, một phần là do cái Magic Keyboard nó cũng nhẹ hơn luôn. Trước đây một trong những cái mình không thích của cái combo này đó là nó quá nặng đi. Nó bằng một con MacBook Air bình thường luôn rồi, là một ký mấy rồi. Rồi, đó là về iPad Pro, còn iPad Air thì sao? Đối với là iPad Air năm nay á, cái điểm thay đổi lớn nhất đó là chúng ta có thêm một cái phiên bản 13 inch bên cạnh cái phiên bản iPad Air 11 inch. Apple nói á, là khi mà người dùng mua iPad Pro thì 50% người dùng chọn iPad Pro 12.9. Đó là lý do mà khuyến khích họ làm ra con iPad Air. Ok, cũng hợp lý. Tại vì có nhiều bạn, bạn sẽ cần những cái con iPad mà nó màn hình lớn thôi. Đơn giản là màn hình nó lớn để các bạn có thêm không gian làm việc, thêm không gian hiển thị, thêm không gian viết vẽ. Và các bạn không cần những cái tính năng của Pro, không cần nó mạnh như Pro. Các bạn chỉ cần viết vẽ ghi chú bình thường thôi. Thì bây giờ các bạn đã có một cái lựa chọn hợp lý hơn. Mình thấy là cái vỏ ngoài của con iPad Air 11 và 13 mới á, cơ bản là nó y chang như là vỏ ngoài của con iPad Pro 11 inch và 12.9 M2 hiện nay các bạn. Từ cái viền ha, cho tới cái độ mỏng, cho tới cái trọng lượng, cho tới cái viền màn hình xung quanh đều rất là tương đồng với lại con iPad Pro hiện nay luôn. Mình đoán là Apple họ tái sử dụng một phần dây chuyền đó để mà thứ nhất là tiết kiệm tối ưu chi phí, và thứ hai là vẫn có được những cái chất lượng rất cao của iPad Pro lên con iPad Air. Tất nhiên là cụm camera phía sau cũng khác, và khi mà mình cầm con iPad Air thế hệ mới á, nó cũng nhẹ hơn so với lại iPad Pro hiện nay, chứ nó không nặng như iPad Pro M2 đâu, cho nên là các bạn vẫn yên tâm. Và quan trọng là giá của nó rẻ hơn iPad Pro rất là nhiều. Tất cả những cái yếu tố khác của con iPad Pro và iPad Air, ví dụ như là chất lượng hoàn thiện rất tốt nè, cảm giác cầm cực kỳ ngon nè, hay là cái việc mà nó có thể sử dụng được cả với bút Apple Pencil 2 lẫn bút Apple Pencil Pro, thì cả con iPad Air và con iPad Pro bây giờ đều hỗ trợ tương tự như nhau. Với con iPad Air năm nay nó cũng có hai cái màu mới mình thấy đẹp ha. Thứ nhất là cái màu xanh dương, nó hơi nhạt, mình cảm giác là nó nhạt hơn so với lại cái màu xanh dương của con iPad Gen 10. Ngoài ra thì có thêm cái màu tím nữa, thì cái màu tím cũng đẹp. Nghĩa là cái màu tím này khá là hợp với lại các bạn nữ mà thích cái style nó dịu dàng, nó êm ái một chút xíu. iPad Air cũng được nâng cấp từ chip M1 lên M2. Thì bản thân con iPad Air M1 đã rất mạnh rồi, bây giờ lên iPad Air M2 thì nó lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Với những gì mà các bạn có thể làm, ví dụ như là các bạn có thể edit video, các bạn làm CapCut, các bạn làm Final Cut Pro, các bạn chụp hình, thì tất cả những thứ đó iPad Air bây giờ vẫn có thể làm được tốt, thậm chí là tốt hơn trước đây. Và cái quan trọng là gì? Bây giờ các bạn có thêm một cái phiên bản 13 inch để mà các bạn lựa chọn. Và mình biết là có rất nhiều bạn thích cái màn hình to mà các bạn không sẵn sàng chi quá nhiều tiền, các bạn không cần tới những tính năng Pro, thì ok, bây giờ đi mua iPad Air 13 inch là lựa chọn rất hay luôn. Đối với là iPad Air á, thì nó sẽ sử dụng cái vỏ Magic Keyboard, là cái vỏ bàn phím và case á, giống với lại iPad Pro hiện nay. Tức là cái lớp hoàn thiện bên ngoài vẫn là nhung, rồi bàn phím này nói chung là cũng y chang, không có khác biệt quá nhiều. Mình có cảm giác ha, con iPad Air bây giờ là một cái phiên bản clone của cái iPad Pro hiện nay á các bạn. À, sẵn nói về cái bàn phím á, thì nãy mình quên chia sẻ là đối với lại cái bàn phím Magic Keyboard mới của con iPad Pro á, thì Apple cũng đã đem trở lại cái hàng phím function. Tức là các bạn có thể tăng giảm độ sáng màn hình, các bạn có thể play pause nhạc, các bạn có thể tăng giảm âm lượng mà không cần phải touch lên trên màn hình. Ở đây cũng là một cái nhược điểm mà cái Magic Keyboard hiện tại nó đang có, và bây giờ Apple đã khắc phục được rồi. Với một người mà rất hay tăng giảm độ sáng màn hình, tại vì mình quay phim á, và lúc mà mình chỉnh cái âm lượng ở trên cái bàn phím á, thì mình đánh giá rất cao những cái thay đổi này ha. Nó thực dụng hơn, nó dễ dàng hơn. Năm nay cả iPad Pro và iPad Air mới á, sẽ đều tương thích với lại, thứ nhất là Apple Pencil 2 là trước giờ rồi, và thứ hai là cái Apple Pencil Pro là cái phiên bản mới ha. Nó không có cái màu đen như tin đồn nha, chỉ có một cái màu trắng thôi. Với cái bút Apple Pencil Pro á, thì cái cải tiến theo mình là đáng quan tâm. Đó là thứ nhất, các bạn có một cái cử chỉ squeeze, tức là các bạn có thể bóp vào và nó mở nhiều cái menu khác nhau. Tùy ứng dụng mà lập trình viên sẽ ứng dụng cái menu này khác nhau ha. Và thứ hai á, là khi mà các bạn có thể xoay cái cây bút á, thì cái đầu bút bây giờ nó cũng xoay theo luôn. Tại vì bên trong nó có bổ sung thêm một cái cảm biến để nó detect được không chỉ là cái chế độ nghiêng như trước giờ mà còn cả cái vượt xoay nữa. Chưa hết, nó còn bổ sung thêm Haptic Engine, tức là khi mà có những cái thao tác nào mà quan trọng nó sẽ rung lên cho các bạn biết để các bạn lựa chọn. Hiện nay Apple Pencil 2, Apple Pencil 1 và Apple Pencil USB-C thì không có cái chế độ rung này. Trước mắt thì mình trải nghiệm nhanh nhiêu đó, còn từ từ về nhà khi nào mà có bút rồi thì mình sẽ nhận xét kỹ hơn ha. Tại vì bản thân mình không phải là người xài bút quá nhiều, cho nên là chắc chắn là phải cần thời gian để mà ngồi mò rồi test thử nghiệm này kia thì mới biết được. Rồi, trước mắt đó là những cái cảm nhận nhanh, những cái chia sẻ nhanh của mình đối với là iPad Pro và iPad Air thế hệ mới ngay tại sự kiện ha. Thì các bạn biết rồi đó, ngay tại sự kiện mình cũng chưa có quá nhiều thời gian để mà mình có thể nghịch nó, nhưng mà ít nhất là đó, có mấy cái chia sẻ nhanh để chia sẻ với các bạn. Khi nào mà mình có máy ở Việt Nam, mình sẽ cố gắng kiếm mua cả iPad Pro và iPad Air để mình trải nghiệm cho các bạn kỹ hơn ha. Các bạn thì sao? Đối với mình á, thì sau đợt này thì mình sẽ đi mua con iPad Pro 12.9. Xin lỗi, bây giờ không còn iPad Pro 12.9 nữa mà. Bây giờ mình sẽ đi mua iPad Pro 13 inch. Tại vì nó, cái quan trọng nhất đối với mình á, là nó mỏng nhẹ hơn. Và mình cũng muốn coi coi là sắp tới khi mà WWDC xuất hiện ha,
iPadOS nâng cấp cái tính năng AI này nọ mới á, thì con chip M4 nó sẽ đem lại những cái tác động như thế nào. Rồi còn các bạn thì sao? Trong nguyên một cái loại iPad mới, iPad Air 11 inch, iPad Air 13 inch, iPad Pro 11 inch và iPad Pro 13 inch thì các bạn thích cái mẫu nào và vì sao? Nhớ comment cho mình biết ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.